phương pháp niệm Phật đạt đến không xen tạp của Ấn Quang Đại Sư. Nếu muốn niệm Phật đạt đến không xen tạp, phương pháp Ấn Quang Đại Sư, Ngài dùng một đời có thể giúp đỡ chúng ta. Chúng ta có thể học tập. Phương pháp của Ngài là ba thứ rõ ràng. Thứ nhất là niệm được rõ ràng. Tốc độ niệm Phật không nên nhanh. Ấn Quang Đại Sư niệm từng chữ một. Chữ chữ phân minh rõ ràng. Lỗ tai nghe rõ ràng. Nghe âm thanh bản thân niệm Phật. Câu niệm danh hiệu Phật này là câu thứ mấy? Nhớ rất rõ ràng. Phương pháp ghi nhớ của Ngài là từ 1 đến 10. Sau đó lại từ 1 đến 10. Vĩnh viễn là 1 đến 10. Không nên đếm 11, 12. Không nên như vậy. 1 đến 10. Câu niệm Phật này của tôi là câu thứ mấy ở trong 10 câu? Dùng tâm ghi nhớ. Không nên để lại dấu vết. Không nên nói A-di-đà Phật 1, A-di-đà Phật 2. Vậy là sai rồi. Như vậy là không được. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Trong tâm nhớ đây là câu thứ mấy? Như vậy tạp niệm sẽ không xen vào. Là một biện pháp rất tốt. Ấn Quang Đại Sư một đời niệm Phật chỉ dùng cách niệm như vậy. Có rất nhiều người niệm không được nhiếp tâm, vọng niệm rất nhiều. Đi thỉnh giáo Ngài, Ngài liền đem phương pháp này dạy cho họ. Rất có hiệu quả. Mọi người có thể thử xem. A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Đặc biệt là đối với người hiện nay. Người hiện nay đều là tâm tính nóng nảy, vọng niệm rất nhiều. Từ đâu mà có? Truyền nhiễm mà có. Thứ gì truyền nhiễm đến cho quý vị? Truyền thông truyền nhiễm cho quý vị. Đầu tiên là TV. Quý vị có xem TV hay không? Quý vị xem TV chính là tiếp thu ô nhiễm. Phải biết, trên TV của nhà quý vị viết 4 chữ: tiếp thu ô nhiễm. Xem TV là tiếp thu ô nhiễm. Ô nhiễm này là tâm lý ô nhiễm. Phiền phức rồi. TV nó có quyền phát sóng. Tôi có quyền không tiếp thu. Tôi không có quyền xem nó. Tôi không xem TV đã hơn 50 năm rồi. Vì sao vậy? Không tiếp nhận ô nhiễm. Không xem báo chí. Không xem tạp chí. Những thứ thuộc về truyền thông nhất loạt đều không để ý đến. Mỗi ngày xem kinh Phật, đọc sách thánh hiền, rất tốt. Dần dần mới giác ngộ trở lại, mới thấu suốt trở lại. Không đọc sách thánh hiền thì làm sao được? Cho nên cách nói này có thể đem kinh giáo Tịnh Độ nói một cách rõ ràng, nói một cách thấu đáo, làm cho mọi người tin tưởng. Thật khó, khó trong những việc khó. Nói dễ dàng người ta không tin,
nên trong kinh A-di-đà, mười phương Như Lai xưng tán Thế Tôn: ở nơi thế giới ta bà ngũ trược ác thế này, vì chúng sanh thuyết pháp, tất cả thế gian khó tin, mười phương Như Lai đều nói khó tin. Chánh hiển thử pháp, diệt nan khai thị. Thế Tôn ở trong kinh này nói, thật không dễ dàng. Nếu như đây là pháp khó gặp khó tin, tuy đã gặp đã nghe, nhưng nếu như không thể tin sâu, thì nghe được mà chẳng ích gì, cuối cùng cũng cô phụ. Hiện tượng này rất nhiều.